nghệ thuật nhé. Lấy bao tiền này? Con này 7 triệu. 7 triệu, bay bướm nhỉ. Con này để bà Hảo kia bà giả 6 triệu. Con này để vào cái kỷ đẹp lắm nhỉ. Đấy. Kỷ cái đôn gỗ gì đấy nhỉ. Rất là điệu đúng không? Là Sam Hương đấy, đúng không? Sam Hương. Sam Hương này. Đáng tiếc. Kinh chưa? Rất nghệ thuật. Ổn định chậu. Rất thướt tha, rất bay, rất nghệ thuật. Xin chào các bác cô chú anh chị, lâu lắm mới lên nhà anh Dũng. Hoàng Hoa Thám. 6 bao nhiêu nhỉ? 699 anh nhỉ? 699. 699 Hoàng Hoa Thám. Cái này thấy nhiều cây đẹp quá. Nhiều cây nghệ thuật, toàn bộ là cây nghệ thuật các bác. Rất nhiều cây nghệ thuật. Anh Dũng ơi. Đấy, đập ngay vào mặt cây linh sam đẹp. Cây này bao tiền anh? Cây này 3 triệu. 3 triệu. Đẹp quá. Rất hay. Cái này vừa rồi cái chậu nó bé quá, nuôi lâu năm nó phải chuyển sang chậu to. Đẹp. Cái này mà được một đôi mà chơi nhỉ. Đôi rồi, hai đi. Cây mini. Đây. Cây thác đổ. Cái chậu này chắc cao cỡ khoảng 35 phân. 35 phân. Đấy, thêm cái phần ngọn nữa là chắc khoảng độ 20 phân nữa. Không được 20 phân. Đấy thế. Đấy. Rất đẹp. Mới bật lá này, đẹp anh Ú. Nó là dòng lá nhỏ anh. À đâu. Nó là lá dí nhỉ. Lá dí. Đấy, đẹp chưa? Giá rất êm ái. Sam Hương nhỉ? Sam Hương. Đấy, cây này thì bao nhiêu anh? Con này gần 3 triệu. Gần 3 triệu. À. Đấy, còn lá dí này nữa thì bao nhiêu? Linh sam này. Con đấy thì 5 triệu. Đấy, gốc, gốc rất là bệ, rất là kinh. Bé nhưng mà kinh ấy. Gần 5 triệu. Đấy, rất nghệ thuật, mướt chưa này. Con đấy tàn hết rồi, bị hết. Đấy, còn cái giấy kia là mà không bán đúng không? Còn nó giấy kia thì nói chung là được tầm 7 triệu mới bán. 7 triệu mới bán, giấy Mỹ, kho lắc, rất nghệ thuật, tí nữa lên xem. Rất nhiều cây nghệ thuật đây mà chắc là tín đồ mini lên đây thì thôi rồi. Tín đồ mini. Đấy, có cây linh sam, hai cây linh sam mở màn là đẹp này. Cây này hoàn thiện zin rồi này, hoàn thiện. Sam hương. Sam hương với mai sứ thủy. Toàn bộ chậu rất là đẹp rồi. Toàn ăn chậu hết rồi, rồng lâu. Đây, những cây như này chơi bàn trà rất là đẹp, nó ổn định rồi. Những cây này thì bao nhiêu tiền anh? Đây là tầm khoảng 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Đấy. Hay quá. 2 triệu rưỡi. Ok, em xem bên này ra. Hỏi điểm một số cây xong rồi anh em là thích cây nào thì hỏi tiếp anh ấy. Đây, cây này thì bao nhiêu anh? Đây là 6 triệu. 6 triệu. Mai sứ thủy ôm đá. Đấy. Bác nào về đặt lên cái khay nước cũng được. Đặt nguyên chậu lên khay nước. Sam trái này. Đang rất nhiều trái. Cái này bao nhiêu anh? Còn đấy 3 triệu. Đấy, quả này. Trái như nho luôn. 3 triệu đồng. Cái này nó gọi là cây gì đây anh em? Chưa nhìn thấy bao giờ. Linh sam đấy. Linh sam à? Sao lá nó hay nhỉ? Sam lá to thì nó hạt nó rụng xuống thì ươm lên đấy. À. Đây được mấy năm rồi. Cái si này, quả này. Si đúng không? Quả này. Bé mà quả già này, trắng này. Cái này bao nhiêu anh? Đấy, 2 triệu rưỡi. Đấy, được cả tượng luôn nhỉ. Sao cắt giật hết rồi. Được cả tượng, cả cây luôn. 2 triệu rưỡi. Ui, đợt này em nghĩ là lên hình cách chắc là bay vèo vèo. Sam hoa nhỉ? Sam hoa đấy, làm mấy cái buông xuống ăn luôn đấy. Nó ra dễ luôn này. Cái này thì bao tiền anh? Đấy, 5 triệu. 5 triệu. Quá hay. Sao? Nhiều lắm. Số lượng gốc đây chắc mấy trăm cây anh nhỉ? Nhiều phết đấy, nhiều. Chưa đến nó nhiều. Bạch diệp. Bạch diệp này thì bao nhiêu tiền anh? Bạch diệp này 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi.
Đúng ạ, đợt này toàn cây mới. Cái tùng là Hán ấy hay quá, bao nhiêu tiền anh? 1,5 triệu. Đấy, để bàn trà cái tùng rất hay, già đấy. Hàng một tay xách nhẹ. Xanh mướt. Còn hàng ổn định chậu rồi nhưng yên tâm. Sơn liễu. Nhiều lắm. Đấy, cây đấy thì bao nhiêu anh? 5 triệu. Sam Hương ít thấy cây nào như này lắm nhỉ? Cây thường, có quả đấy. Ừ. Thường mà thường mai chữ thủy mai làm cái giá này, còn Sam Hương toàn là cũng màu màu này. Sam Hương nghệ thuật. Đúng rồi, chỗ này đất chơi cho tín đồ mini. Tùng Đà Lạt. Tùng khối đấy. Đà Lạt. Khác nhau à? Khác nhau. Đây đấy, lâu thì là lên cái tuyết này giống cối thôi. Nó là Đà Lạt thì nó khác. Em không phạm lắm. Bao nhiêu tiền cây này anh? Cây 3,5 triệu. 3,5 triệu. Lỗ đâu. Cây cái gì ạ? Tường vi. Đấy, cây hoa giấy này thì sao? Tím Huế đấy. Là bao tiền cây này? Cây này giờ tầm khoảng 2 triệu. Rồi ok này, xa một chiếc, thích lắm. Nói chung là quá nhiều lựa chọn luôn. 99 nhá. 99 nhá. Con này chắc đi chợ cho chung không gặp đấy đâu. Lá này nhỉ? Luôn chưa đấy. Nhìn thấy lá bao giờ. 99 khác 86 ấy gì đúng không? Khác nhiều, con 99. Sinh xa 99. Đúng là lá tròn nhỉ. Năm 99 là nó mới được công nhận. Thế còn đây cây này cũng hay này. Đấy, con đấy là sam núi đấy. Mấy tiền anh cây này? Con này 4 triệu. 4 triệu. Sạch sẽ lắm, sạch sẽ. Cây đấy hay. Ở đấy, ông đấy rất nghệ thuật nhé. Lấy bao tiền này? Con này 7 triệu. 7 triệu, bay bướm nhỉ. Con này là bà Hảo, kia bà giả 6 triệu. Con này để vào cái kỷ đẹp lắm nhỉ. Đấy. Kỷ cái đôn gỗ gì đấy nhỉ, rất là điệu đúng không? Là Sam Hương đấy đúng không? Sam Hương này. Tán tiếp này. Kinh chưa, rất nghệ thuật, ổn định chậu, rất thướt tha, rất bay, rất nghệ thuật, đẹp. Tường vi mini. Ôi, cái này các chị em thích ấy. Mấy cái cây này. Cái con sơn liễu này là cây vợ chồng ấy. Phù thề, bao tiền cây này anh? Đây 4 triệu. 4 triệu. Đấy, vợ chồng một đứa con ở giữa. Rồi. Làm thêm 2 đứa nữa. Đứa này làm thêm 2 đứa. Đấy. Đấy. Một vợ, một chồng, một đứa con luôn. Đấy. Đẹp quá. Rất hay nha. Chỉ cảnh tay tán. Nói chung là dành cho tín đồ mini và tín đồ yêu cây nghệ thuật. Nhiều lắm. Cây này đợt trước thì có quay một lần rồi. Hay là cái cây kim quýt này là bao nhiêu tiền này? Cây kim quýt này 5 triệu. 5 triệu, đấy. Sạch sẽ đấy. Để dễ này. Đấy, dễ nó thành thân rồi này. Đẹp. Đấy. Cây con này thì mới. Cái đấy thì bao tiền anh? Con này tổng khoảng 6 triệu. 6 triệu cơ, càng lên nhỉ. Con này rất đẹp, tao ăn cái con. Con này lùn rồi, đến 6 triệu. Đấy, đặt lên một tí. Nặng phết đấy, cái chỗ nặng phết. Nặng phết. Đấy. Được, chơi mặt nạ được. Cái này là cái gì đấy? Cây dân bụt Đài Loan. Dân bụt Đài Loan. Cái này lá dày nhỉ? Từng đó, lá bền. Hoa cái nào không? Hoa vàng mà. Hoa vàng à?
Cái này thì bao tiền anh? Cái này 5 triệu. 5 triệu. Hôm đá lạ đấy nhỉ. Cái này không nào có cái này luôn. Không có. Lá cũng màu đẹp, lá đẹp như trái tim. Đấy, biết. Đấy, bây giờ mới đi hết một dãy nhỏ bên này nữa. Ây, cây này thì bao nhiêu tiền này? Cây đấy là hơn 4 triệu. Có phải ghi giá ở đây không? Không ai quên mất. Đấy. Ok anh em, cây kia nhiều quả ghê nhỉ. Cây đấy thì bao nhiêu anh? Cây đấy tổng khoảng 3 triệu. 3 triệu, đấy. Cái loạt trên này bán hết, bay hết. Tiếp cây này quả nó kinh. Rừng trên thân đấy. Rừng trên thân. Bao nhiêu tiền anh nhỉ? Cây này nó gần 4 triệu. Gần 4 triệu. Quả khủng khiếp luôn này. Đấy, rất nghệ thuật, sam hương. Này này, nghệ thuật chưa này. Đấy. Đây, ông dây dây này, cái này. Cái này. Con đấy 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu. Đây này, mai này, quả này. Đấy. Cái này thì bao nhiêu anh? Cái đấy là 2 triệu. Đấy, 2 triệu, quả. Quả mai chưa thủy đây. Có hoa xong rồi đậu quả đây này. Có thấy cây bé nào mà đậu quả này chưa? Rất nhiều cây nhỏ nhỏ rất hay. Cầm trên lòng bàn tay thôi. Đấy. Em mà nó hoa hết là dưới cái chậu. Xong rồi. Cái này thì bao nhiêu tiền anh? Cái này hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu. Đấy. Gốc trước. Vừa nãy thì có một cái PC treo treo đâu nhỉ? À, Thành em mang PC này ấy. À, nếu ấy à. Vừa nãy rõ thấy ở chỗ này. Đấy. Đấy, cái này thì vừa bao nhiêu tiền anh? Cái này tầm khoảng 2 triệu. 2 triệu. Đó. Đổ luôn. Đổ rồi. Đấy, để cái mắt núi xuống, hạ xuống. Đúng bài luôn. Đấy. Này đây, độc đáo đấy. Đây cái đánh giá này. Cái này thì bao nhiêu tiền anh nhỉ? Cái đấy là nó tầm khoảng 4 triệu. 4 triệu. Đấy. Hay lắm. Nhiều cây còn bé hơn nữa cơ. Bé xíu xíu. Cái này ở nhà mới bao năm rồi. Đấy, mai chú Thủy đấy. Hai lượt chậu đó. Đồng vào mùa hè bọn nó không ngời được. Đấy, phải cho ở đây. Đúng rồi, thằng bọn nó bé quá nó khô ngay. Nó khô á. Cho nó một cốc nước cho nó mút dần này. Hay quá. Đây, còn cây mai này thì sao? Đấy, cái này 4 triệu. 4 triệu, cây còng còng này này. Đấy, còn cây hồng ngọc mai này thì sao? Cái này tầm khoảng 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Là cong. Bằng cái chế đông nước nhé. Đấy. Ổn định chậu. Hay. Đây nữa. Đây nữa. Đây thì bao nhiêu vậy? Con này tầm khoảng 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Tuyệt vời đấy. Thằng kiếm cái chậu ở Đồng Nai cho bà. Ừ. Cho ở trong này nó cũng hợp lắm. Ok anh. Tàn như thế rồi. Đấy. Ở đây có một cây sam trái. Sam trái. Tán rất là dài đổ. Cái đấy bao nhiêu anh? Cái đấy hơn chục. Hơn chục. Hơn chục. Đấy, vừa quay được một vòng rồi. Được một vòng rồi. Đây. Ở
đẹp. Cái này vừa rồi quả nó chín mới rụng hết ấy. Ừ. Còn vài chùm xanh xanh ở trong rồi. Ừ. Đấy, vẫn có trái. Bòi vẫn có trái kìa. Trái. Hơn chục. Đấy, đứng trên cao nhìn xuống này. Đồ mini này. Cái này là đường Hoa Thám quá nhá. Nghe kia là đầu bưởi Hoa Thám rồi. Đó, thấy không? Cái này hè năm trước còn ra quả ấy. Anh xin 100 cây mát tay đấy. Ok đấy. Thế là bắt mắt lắm rồi đấy. Đẹp, này nhiều cây đẹp. Nhiều cây nghệ thuật. Cây này thì bao nhiêu anh? Cái này hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu. Rồi, ok, cây này đẹp. Đấy, hoa nhỉ? Không, không. Đấy, anh em đến Múc Mạnh này. Múc Mạnh này. Đấy, cái mẹ cũng đẹp chứ. Hai cái mẹ hơn chục. Hơn chục. Tuyệt vời đấy. Hay rồi. Đấy, anh em nhớ cái địa chỉ 699 Hoàng Hoa Thám nhé. Ngay cạnh đầu bưởi Hoàng Hoa Thám Hà Nội chứ không phải lại trong miền Nam hay tỉnh nào thì chết. Đợt nhớ các bác nào. Thôi mà vợ em ra nhà đây chứ mà lại ở chỗ Sài Gòn. Chết dở đấy. Cứ chờ mãi. Toàn giọng người Bắc thế này. Anh đang đứng ở sắp cửa bên trước rồi, họ ra làm ba người chỗ Sài Gòn. Ok, cảm ơn các bác nhé. Đến giao lưu kia còn có lan nữa. Dàn lan rồi. Hẹn gặp lại các bác nhá. Xin chào các bạn.